Thưa quý vị, được huy động đi làm nhiệm vụ, chiếc xe cứu hỏa chạy ngược chiều trên đường cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ đã đâm trực diện vào chiếc xe khách giường nằm đang lưu thông theo hướng Hà Nam, Hà Nội, khiến một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tử vong và nhiều người bị thương nặng. Vụ việc khiến dư luận đặc biệt quan tâm khi có nhiều luồng ý kiến tranh cãi xung quanh câu chuyện này. Giữa xe khách và xe cứu hỏa, ai đi đúng, ai đi sai? Trước tiên, mời quý vị cùng nhìn lại diễn biến của vụ tai nạn này. Vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 18 tháng 3, một chiếc xe cứu hỏa của phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 12 trong khi đang đi làm nhiệm vụ cấp cứu một vụ tai nạn trên tuyến cao tốc Pháp Vân Cầu Rẽ khi đi ngược chiều theo hướng Hà Nội Ninh Bình đến km 192 thì bị một chiếc xe khách 45 chỗ chạy theo hướng ngược lại đâm trực diện. Do hai xe đều đang di chuyển với tốc độ cao khiến cho vụ va chạm diễn ra rất mạnh. Vụ tai nạn khiến cho một chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy tử vong, 6 người khác bị thương, 2 phương tiện hư hỏng nặng. 3 chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã được chuyển đến bệnh viện 98 trong tình trạng gãy xương, chấn động não. Ngay sau khi tiếp nhận thì bệnh viện đã khẩn trương phân loại các chiến sĩ bị nạn để cấp cứu kịp thời. Hiện tại sức khỏe của cả 3 chiến sĩ trên đều ổn định. Vâng, thưa quý vị, và ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe chữa cháy, trên mạng xã hội đã có rất nhiều luồng ý kiến tranh luận liên quan đến vụ việc này. Nhiều ý kiến cho rằng xe chữa cháy đang đi thực hiện nhiệm vụ là xe ưu tiên, có thể đi vào bất cứ làn đường nào, thậm chí là cả đường cấm, đường ngược chiều, vượt đèn đỏ. Các phương tiện khác bắt buộc phải nhường đường. Thế nhưng cũng có nhiều ý kiến bênh vực tài xế xe khách khi chiếc xe này đang di chuyển với tốc độ cao trên làn đường cao tốc 100 km/h. Việc dừng xe hay là né tránh chiếc xe cứu hỏa bất ngờ rẽ vào đường cao tốc là không khả thi. Hiện các luồng ý kiến tranh luận vẫn đang nóng trên mạng xã hội và chưa ngã ngũ.